Hello, xin chào quý chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe trong nhà của anh Dương nha mọi người. Cũng đủ các loại ha. Đợt này xe các bạn về thấy về nhiều không? Xe về quá nhiều luôn. Anh chị và các bạn nào mình thích mua những cái dòng gì thì mình chịu khó mình xem kỹ clip này nha. Ở đây là xe siêu lướt á, mua xe chỉ cần trả tầm 2-3 triệu là nhận xe nha mọi người. Đó. Xe thì nhiều lắm nha mọi người. Bây giờ mình xuống mình gặp anh Dương để mà báo giá cho anh chị và các bạn ha. Dạ. Rồi, anh chào anh em rồi. Chào các chiến hữu nha, chào các anh em 63 tỉnh thành. Dạ, mình Dương nằm ở cửa hàng Bình Dương, gần cửa hàng xe máy Trùng Dương 2 nha anh em, gần sát bên cầu Phú Long. Nhà mình đây là sát bên trên cầu Phú Long luôn nha anh em, là cái hướng anh em mà Tết anh em từ Tân Nguyên này nọ đi về là qua phải qua cầu Phú Long về hướng miền Tây. Mình mới đây là chuyên bán dòng mấy hai dòng con tay Sonic là xe lướt rồi không nha anh em, Winix rồi, mới có cũ có nha, bảo hành anh em 2 năm nha anh em. Mua góp chỉ cần chứng minh là mua được xe nha anh em. Rồi góp là toàn quốc chỗ nào góp cũng được nha anh em, đủ 20 tuổi nha anh em. Như mấy chiếc hẹp này anh em mua trả góp là khỏi cần trả trước cũng được nha. Rất là đơn giản. Thủ tục anh em mình rất đơn giản lắm, bảo hành 2 năm nha. Rồi xe là bao không tua, bao không đâm đụng, bao không té, một đỡ một cho anh em. Cái lỗi là một lỗi, đời một lỗi, còn mua anh em mua mình sẽ bảo hành, mình sẽ lo cái phần bảo hành, cái xử lý hết cho anh em, trừ cái bình ắc quy là mình không bảo hành thôi. Còn máy vàng khác là mình bảo hành hết toàn bộ hết cho anh em nha. Bình ắc quy là mình bảo hành. Còn máy móc là 100% máy ghim. Cứ hư chỗ nào anh em đem lại tiệm mình sửa nha. Cứ trục trặc cái vấn đề gì cứ alo mình. Còn hư chỗ đó mà gũi nó nổ máy, anh em có mướn chiếc ba gác lên hoặc mướn chiếc xe tải gì chở lên đây từ 300, mình trả tiền xe tải rồi mình sửa cho anh em nha. Chứ đừng vô tiệm khác rồi vô hãng cái thầy thợ này dễ duyên cái này cái nọ, các anh em lên tự nữ mình cái này nói cái này kia nha. Chung là thầy cho họ hỏi với thầy. Mình bảo hành anh em biết mình được. Đừng biết ai hết nha. Nha. Kính mong anh em ủng hộ và các bạn Zalo mình nha anh em. Dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ báo cho anh chị và các bạn ha. Mọi người hỏi khá nhiều về dòng F150. Dạ. Thì F150 đợt này về cũng nhiều lắm nha mọi người. Ở đây thì mình đang quay trong nhà. Còn nữa là ở ngoài tiệm nó khác nha mọi người. Nên các bạn chịu khó mình xem ha. Rồi, con đầu tiên là F150 này, màu đen vàng đồng nè mọi người. Anh em có hỏi là qua km luôn giùm em. Dạ. Ok. Đây bao tua anh em khỏi lo nha. Xe này chạy 3211 cây nha anh em. 3211. Dạ. Con này biển ở đâu anh? Dạ con này biển nó là hồ sơ cầm tay anh. Hồ sơ cầm tay. Dạ. Hồ sơ 66 rút về nha anh em. Dạ. Mua thì ra tay nhanh gọn liền cho anh chị các bạn ha. Nha anh em. Dạ. Chỗ nào cũng mua được nha anh em, mà nhưng mua góp anh em phải đến cửa hàng nha. Hồi đó mình có bán bao vận chuyển cho anh em mà sau này mình không vận chuyển được, vận chuyển thì nó có chạy tí cái này cái kia anh em bắt lỗi mình quá thôi. Giờ mình bán tại cửa hàng anh em đến cái mình bớt tiền xăng tiền cộ tiền xe đò tiền xe ôm hết toàn bộ hết cho anh em nha. Dù anh em bên Thủ Đức anh em là chỗ nào ở đâu Củ Chi đầu toàn bộ chỗ nào ở đâu Đồng Nai rồi cứ qua đây mình bớt tiền xăng giảm 100% tiền xăng cộ cho anh em yên tâm nha. Ăn uống mình lo cho anh em, cà phê pháo quá đủ cho anh em, uy tín nha anh em 100%. Dạ. Tiếp tục một em Vario nha mọi người. Dạ. Vario thì con này là xe mới anh. Xe mới hả? Dạ đúng rồi. Vàng đồng nè mọi người. Vàng đồng nha anh em. Con này hiện tại giá sao anh? Dạ có 50,5 là bao tên anh em. Bao nhiêu? 50. Ủa quên. 60,5 hả? 60,5 xin lỗi. 60,5 nha mọi người. Dạ. Tại vì xe này là xe mới của 100%. Anh chị và các bạn nếu mà ra ngoài mua bây giờ nó 72 triệu mọi người. 68 dạ. Cho tao 72 tùy theo tiệm. Dạ. Tại đó. Cái lô này lúc trước mà mình nhập vô cái lô mà cái xe nó đang chưa có hừng nha anh em. Là 54, 55. Nếu anh em cửa hàng này có coi YouTube thì thông cảm. Mình còn có vài chiếc bán cho khách là mình nhập trước thời điểm đó nên mình bán cái giá như vậy cho nó xả mình nhập cái nguồn khác về nha anh em. Dạ, tại nguồn này mình nhập đâu cách đây nửa năm rồi. Lâu rồi, nó chỗ lì vậy. Thôi, mua rẻ bán rẻ nha anh em. Thông cảm. Tiếp tục con này là màu trắng. Dạ. Con này là tem sơn 3D nha mọi người. Dạ. Không, nó trắng trắng cam anh, nó thuộc về trắng cam. Tem 3D. Tem là tem 3D. Tem hút tên 3D. Con này giá sao anh? Dạ con này em bán 44 triệu bao tên. Đời là 21 nha nè. Đắt 21 nha nè. 125 nha mọi người. Dạ đúng rồi. Rồi. Con này cũng vậy nha nè. Đó, mình bán giá là 43 triệu bao tên. 43 triệu bao tên. Dạ. Còn con này 49 triệu bao tên cho anh em nha. 150 luôn. 150 vàng cát nha anh em. 49 triệu bao tên nha anh em. Đời 20 nha anh em. Xe chạy 10.000 nha anh em. Dạ. Xe con sao chạy 10.000 nha anh em. Mọi người. Con màu hồng. Con màu hồng này là 150. 150 là bản 222 nha anh em, đăng ký 222 đàng hoàng nha anh em. Tháng 3 222.
mình bán cái con này hồ sơ cầm tay, mình bán cái con này 54 triệu bao tên cho anh em nha. 54 triệu bao tên. Dạ đúng rồi. Còn con này là màu xanh, mình bán giá 50 triệu bao tên, còn giảm tiền xăng cộ cho anh em đến nha. Đầy đủ quá nha. Còn có màu cam là 125 nha anh em. 125. 125 xe xe Ken Seven cho anh em nha. Đó. Bên vàng đồng cũng vậy luôn nha, 44 triệu cho anh em nha, 125 nha anh em. Okay. Rất là nhiều 125, trong đây nhiều 125 rất là dễ chạy. Dù anh em mua chiếc AB về cũng năm mấy à, 51, 52, 48, 49, 51 rồi. Anh em mua chiếc Radio chỉ có 44 triệu mà chạy mới chạy 1000 cây. Như chiếc này, màu trắng ngọc trai nha anh em, màu trắng ngọc trai chỉ 44 triệu bao tên cho anh em nha. Đó. Chiếc anh em mua góp, anh em mua tiền mặt chứ đây khỏi cần đem nha, đem cái chứng minh ở đây là mình làm thủ tục rất nhanh gọn lẹ okay. Nha. 30 ngày là có bản số cho anh em. Sớm mình làm sớm nha anh em. Đó. Đó, hiện tại cũng sắp tới kỳ lương rồi mọi người. Anh em nào mua thì mình tranh thủ á. Dạ. Radio ở đây thì 125 thì giá từ 40 cho tới 45. Dạ đúng. 44 nha. 44. Con màu vàng này anh em, con màu vàng này chỉ 40 triệu bao tên nha anh em. Mà 221 nha anh em. 221 nha anh em. Inox chùm bọc đồ đầy đủ nha, bô e đầy đủ nha. Chỉ có 40 triệu bao tên. Còn mấy dòng này là 42, 43, 44 nha anh em. Tùy theo xe mình báo vậy nhưng mình lại mình còn giảm cho anh em nha, uy tín nha. Chạy rất là nhiều, anh em chọn ra xa cả mình còn giảm tiền xăng tiền cộ mà. Đó, thì giá nó bình báo chung chung là từ 40 cho tới 44 triệu là bao tên chọn gói cho anh em. Anh em mua góp xe này chỉ cần trả trước 4 triệu hoặc 2 triệu là nhận xe nha. Đó, anh em không có tiền trả trước có 1 triệu 2 triệu mà mình hỗ trợ cho anh em mượn 2 triệu cũng được luôn. Ok. Đó. Còn mấy dòng Raider toàn bộ là 21, 22 không nha anh em. Chứ mình ở đây bán đời cao không bán đời thấp nha anh em. Xe bên đây là mình bán ba con là đều là 44 triệu bao tên. Con này đi bao nhiêu ngàn anh? Dạ con này. Con này nó đi ít lắm anh. Xe Ken Seven nha. 0000 thuộc xe mới nha anh em. À xe mới à? Dạ đúng rồi anh, thiệt mà anh. Xe vỏ còn ý nguyên mà. À. Xe nói chung là xe trúng thưởng anh em. À xe trúng thưởng. Dạ đúng rồi anh. Trúng thưởng như một bốn triệu cửa hàng xe mới. Bán ới phí doanh thu người ta sẽ ra tên một nhân viên nha anh em. Xong rồi người ta sẽ bao hồ sơ ra cho anh em. Xe trúng thưởng á mọi người, kiểu dạ, vậy. Dạ. Rồi. Màu đỏ nhám này. Con này giá sao anh? Dạ con này hàng mình liên hệ anh, 3X anh. Hàng 3X anh em. Thông cảm tại hàng nhẹp giờ khó kiếm. Con nó đi mấy ngàn anh? Dạ con này nó đi chúng nó có ngàn mấy cây số rồi. 1513 cây. Ok. Dạ, xe mình đây mình bán bao chuẩn cho anh em nha. Nói chung ẹt 150 dạo này hiếm lắm. Dạ. Về mấy cái lô màu xanh xanh là hết nha, mình mới về màu đen nhám, cái lô màu đen nhám để qua tiệm với lô trong đây màu đỏ nhám được rất nhiều cho anh em nha. Màu trắng đỏ rồi nha. Đang về rồi. Màu trắng đỏ đâu nhiều lắm cho anh em nha. Bên này mệt kinh, cam đen. Một cặp anh em nha. Một cặp mình bán giá là 42 triệu bao tên, một con là 42 triệu. Bao tên chọn gói nha nè. Anh em là mua mấy xe này thì ok, nó có giờ đạp đồ đầy đủ nha. Đúng hẹp nhập nó có giờ đạp nha anh em. Xe hãng bây giờ nó cũng gần 50, 51, 52 nha anh em. Mà xe này nói chung mới chạy có mấy trăm cây không à. Y như con xe mới anh em. Đó, như con này mới chạy 1000 cây, con này chạy 600 cây thì con này về tiệm mình đem về ra nhà này anh em. Nó cho nó chẳng một cặp. Đó là không một vết chày nha anh em. Bao này là không vết chày. Yên tâm nha. Đó, một lỗi mình đền một lỗi cho anh em. Mất okay. Kinh nhập. Dạ. Hàng này cũng hàng 3X cho anh em nha. Hàng này chưa tăng sơn, chưa nhích sơn. Hàng chuẩn. Con này đi mấy trăm cây anh? Dạ, mấy trăm cây là vỏ này khít thiệt. Mấy con này đẹp lắm. Xe dạ. Mới về mà lô này nó mới về nè. Dạ, 1487 cây nha anh em. 1487. Dạ. Anh em nào mua thì mình chịu khó kết bạn qua Zalo nha. Tại vì dạ. Hàng này mới cái con hàng mới về. Dạ. Thì lô này mình về là 7-8 con nha anh em. Lô 7-8 con. 1000-2000 cây, 2 ngày đầu xuống nha anh em, 7-8 con nha anh em. Cái gọi là siêu lướt mà mọi người. Dạ. Rồi. À, bên này thì ad 155 thì dạ. Cặp này 51 à. Dạ đúng rồi, 51 triệu bao tên. 51 bao tên xe mới 100% nha mọi người. Dạ. Đó. Lâu nó có là còn ít thôi chứ cũng còn nhiều đâu mọi dạ. Người. Cái này nữa này. Cái này cũng là 51 phiên bản kỷ niệm 60 năm. Không có 52 triệu bao. À 52. Dạ, cái 52 triệu kỷ niệm 60 năm. 52 là mình bán bao chọn gói ra tên, chọn gói không mắc một khoản phí nào nha anh em. Giấy quyền nha anh em, trừ anh em Sài Gòn. Giấy Sài Gòn thì mình báo trước cho để anh em đường xá xa xôi nắng mưa cái chạy lên. À, mình bán xe Sài Gòn phải xe này phải 5-6, 5-7 triệu mình bao tên được cho anh em nha. Thì khoảng 55, mỗi 5-6 bao tên chọn gói cho anh em Sài Gòn. Năm mấy triệu tính là vẫn rẻ. Dạ. Nếu mà anh chị và các bạn Sài Gòn mà ra mua dạ. Biển thành phố phải 60. Dạ, thì em báo trước cho anh em chứ để anh em Sài Gòn cái lên cái anh em nhiều lúc mất thời gian qua hỏi thì cũng nhiều anh em Sài Gòn mới cũng lên. Nhưng mà mình báo giá vậy cho anh em nghĩ ra tên Sài Gòn cũng như vậy nhưng mà mình cũng quên nhắc là anh em cái phản phí mà Sài Gòn nó cao. Tại ra tên phản phí Sài Gòn nó thêm 4 triệu tiền biển số. Dưới là 2 triệu rưỡi tiền đóng thước bạ, 200 ngàn tiền cái phiếu khu là 2,7 triệu là 6,7 triệu, 500 ngàn tiền dịch vụ là 7 triệu mấy anh em, 7 triệu 2 anh em, thông cảm về vấn đề nha anh em. Đó thì anh em, nhiều anh em Sài Gòn cũng mua ad 55 lắm, thì cứ bán giá 54, 55, 56 là 3 giá này mình bao tên cho anh em nha, chọn gói nha anh em. Ok.
Thì các bạn nào thấy được thì giá xe nó rẻ, dịch cái tiền mà ra tiền á gần như chỗ nào giống nhau, chọn mà giá xe nó dễ hơn. Chọn gói là không mang mắc phí, phản phí nào hết cho anh em hết, chỉ có ba ga, có chống đổ, anh em có xin chống đổ mình cho ba cho luôn nha, không tốn tiền, mình có gì mình cho đó cho anh em nha. Kiến đầu đầy đủ nha, đúng kiến ghim nha anh em. Xe là y như một con salon, mình đây là một cái salon, có y salon xe mà, anh em cũng yên tâm nha, con mới có cũng có, anh em yên tâm. Rồi, dạ. Con này thì 51 dạ. À? Dạ, 51 còn giảm tiền xăng cộ cho anh em tới. Con này phiên bản giới hạn luôn nè. Dạ, còn giảm tiền xăng cộ cho anh em tới nha anh em. Rồi, cái này thì bản Merkin, dạ. Merkin màu xanh nè mọi người, xanh ruby hiện tại hiếm lắm nha mọi dạ. người. Con này thì Merkin nha anh em. Bao nhiêu anh bấy cả? Dạ, hàng liên hệ em. Đợt này về toàn hàng cọc đó mà. Dạ, hàng liên hệ anh em. Cho bấy trăm coi anh. Dạ, con có 580 cây nha anh em. 580 coi. Dạ đúng anh, 580 cây nha anh em. Anh em có gì mình kết bạn qua Zalo á. Kết bạn Zalo giúp em nha anh em. Số Zalo mình 0961 1161 nha anh em. Dạ. Còn đây là cái những dòng Winx. Cứ 37 triệu một con nha anh em. Xe mới. Có hai con này còn xe cũ mình mới để cho nha, tại bọn hổm hai anh em ủng hộ rồi. Đó là xe cũ mình có ghi hai chữ xe cũ nha anh em. Hai con này xe cũ thì giá nhiêu anh? 35 triệu bao tên, mới chạy có mấy trăm cây. Chỉ có mấy trăm cây thôi, y như con xe mới nha anh em. 35 triệu là chọn gói anh em. Còn riêng về lô này là chưa ra tên. Chưa ra tên. Anh em nào mua mấy xe này. Dạ. Chứ mua xe mấy xe này chỉ hỏi trả trước được nha anh, ngân hàng nó hỗ trợ anh em 40 triệu nha anh em, hỏi trả trước nha. Đó, chỉ đem chứng minh thẻ căn cước lại là anh em nhận xe về nha. Còn mệt màu vàng nữa nè, xe Mở là can xe ban màu kinh hả, màu mệt kinh tem 3D nha anh em. Đó, tem 3D có này, có chống trộm đầy đủ cho anh em nha. Chống trộm này, chống trộm này chủ đi rất kỹ nha. Chống trộm này hai cái loại chống trộm này, một quẹt xong rồi anh em bóp một cái nó là ok nha. Đó, là hai cái chống trộm mắc kinh này là đáng kinh ha. Đăng ký 22 nha nè, 22 quên đúng 22 cho anh em nha. Giá nhiêu anh? Dạ hàng này hàng liên hệ cho anh. Tại nói giá nó câu anh em, nhiều lúc anh em cũng chữ, nhiều lúc anh em nào có mến cái màu này rồi vô hãng coi rồi. Tại cái màu này y như coi xe hãng có mấy trăm cây nha anh em. Nó chuẩn xe, nó quên. Xe này mình lập nó chạy 3.000 cây nha nè. Nó 3.000 cây. Có sao nói vậy cho anh em nha. Nó có chống trộm đầy đủ. Ok. Dạ. Thôi, con này thì Vinx bán Sport nè mọi người. Sport này cũng hiếm có lắm nè, 39 triệu anh. Dạ đúng rồi, 39 triệu bao tên chọn gói cho anh em nha. Ok, con bên này thì Vinx bản này ABS luôn, 33 triệu à? Bao tên cho anh em. Ok. Dạ. Bên này thì Rider mà màu bạc đen này mọi người. Dạ. Màu giá mới nhất á. Giá nó chỉ có 44 triệu là bao tên chọn gói. Cái Rider là 44 này, bên này cũng tương tự nè. Dạ. Bên này 44 hết đúng không? À, dạ. Không có, con giữa là 42 triệu anh. À, con giữa này màu cà rốt là 42 triệu thôi. Dạ đúng rồi. Còn tem sơn 3D trong cũng là 44 à? Dạ đúng rồi. Đó. Hỗ trợ anh em còn bớt tiền xăng cộ cho anh em tới đàn đủ nha. Đó. Rồi. Con viên nữ X tem sơn 3D nữa nè mọi người. Dạ, 3D nha anh em. Con tem 3D. Xe Ken Seven ABS cho anh em. A bản ABS nha anh em. Có gì anh em liên hệ nha. Hàng này bán mình bán 37 triệu 500 ngàn bao tên. 37 triệu 500 bao tên. Dạ. Viên nữ X ở đây bao nhiêu mới đây là anh em mua liên tục ấy. Dạ. Mà vẫn còn là các bạn biết rồi. Dạ. Viên nữ X bán với số lượng cũng nhiều lắm. Dạ. Rồi. Bên này thì cứ 35 triệu nha anh. 35 triệu. Con này là ABS 34 triệu, bản số 76 nha anh em. Đó, 76 34 triệu bao tên chọn gói cho anh em. Rồi con này cũng 34 triệu bao tên cho anh em. Đó, hiện tại thì Vinx của anh là thấp nhất là 30 đúng không? Dạ, thấp nhất là 30 triệu bao. Tại vì còn ở ngoài cửa hàng nữa mọi người, ở đây dạ. Mình quay ở trong nhà. Đây là trong nhà em anh em. Đó, con future. Con future nữa nè, 33 triệu bao tên nha anh em. Còn một con hả? Dạ, hai con một con về tiệm nữa, 35 triệu nữa nha anh em, còn dữ nữa. Còn mới về nữa. Mới về một con 35 triệu nha anh em, bao tên. Là chọn gói nha anh em. Bữa có anh ở ngoài Hà cái gì Nghệ An có vô ủng hộ anh con rồi. Còn con này chắc nay mai gì có cái anh kia anh cũng nhắn tin, anh lại con anh lấy. Dạ. 33 triệu là chọn gói nha anh gột, nếu anh gột coi vậy là không mặn phí gì hết. Đó, đúng ra tên anh gột. Mấy xe này anh gột về quê phải 37 38 triệu, em thề với anh gột luôn. Dạ, xe đúng chưa? Nếu mà về quê mua cũ hả? Dạ đúng rồi. Mua cũ thì giá ở ngoài quê nó không cao lắm. Dạ. Rồi. Con này Vario này, 125 nha anh em, 44 triệu bao tên chọn gói nha anh em. Màu này là màu xanh tím nha anh em. Kiểu màu xanh tím. Đúng rồi, nó có ánh tím, nếu mà trời dạ. Nắng mình nghĩ là ánh dạ. Titan đó. Dạ, ánh tím nha anh em là 44 triệu bao tên chọn gói nha anh em. Xe dạ. Đăng ký là tận là 221 hết cho anh em nha. Đó. Tại đây là đăng mình sẽ bán xe đời cao 221 không, anh em cứ yên tâm. Tại vì lúc mình có nói xe hàng liên hệ hàng 3X anh em có không cảm, tại trang xe máy giá rẻ của anh Việt này nọ thì dùng vòng thì có khách rồi có lái đồ, anh em có nhảy vô coi, thì lúc mình cái đầu khu đầu vào rồi mình nó lái nó giao giá cao mình cũng khó mua được cái xe đẹp á, giá bán bằng giá khách cũng khó đó.
đây tính tiền cái rút hồ sơ, tiền thuế má, tiền dịch vụ này nọ không có lời. Nói chung là mình bởi hồi xưa giờ anh em thấy cái lượng xe ra vô, anh em thấy con em cũng biết rồi, nó khách hàng rất là mến với lại ủng hộ mình rất là nhiều, tại mình báo giá chuẩn. Tại những con đó anh em đã, anh em bỏ tiền 30-40 triệu mua cái xe là anh em tham khảo nhiều cửa hàng mới đến mua cửa hàng, mà nhiều anh em đến thì còn mấy chục cửa hàng luôn, mua con xe đi dắt vàng cửa hàng xong mới mua mình, chứ không phải mà đến một cửa hàng. Thì các bạn biết không, đây là xe bao đẹp, dạ. Nó là siêu lướt rồi, anh em dạ. Mình cứ tới mình lựa, dạ. Gọi là các bạn cho đi, các bạn đi thoải mái quay dạ. Lại rồi vẫn mua, tại dạ. Vì kiếm đâu ra. Tại anh em coi mình rồi cũng khó đi coi cái chỗ nào mua được, tại đây nó rất là nhiều, 1.000, 2.000, 100, 200 cây xe mới xe cũ được có, anh em coi anh em giá nhìn bao chuẩn. Thực nhất là các bạn vô trong tiệm người khác là chắc ở đôi không bao giờ dạ. Các bạn nhìn không thấy những cái loại này đâu, mà ở đôi thì còn nguyên hết nè. Dạ, ốc tán đồ ok hết cho anh em nha. Là trắng tinh, y ngọc, ngọc trinh cho anh em đó. Xe là điều, mình về nay mình về cho nó mưa rất là nhiều. Mình về khoảng 20 con nữa nha anh em. Đó, anh em đó. Về nhiều sắp tới về nhiều, anh em mình xem dạ. Thì nhớ like cho xỉa, đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để mà dạ. Về mình cập nhật cho. Cái hàng này giờ nó đang bỏ mẫu anh em. Nó đang bỏ mẫu rất là nhiều. Khó săn kiếm mấy hàng cọp, tại mình chiên chứ bên đây mình săn hàng lướt không à, nhất sơn là với lại mà té là ngã là mình không mua, mình chơi cái hàng chẩn mình mới mua, cà mua cao mà nó chắc nó chứ không phải mà cái hàng chất lượng là tiền nào của đó anh em, cho nó chất lượng cho anh em đi, anh em còn nhớ mình hoài chứ phải mà đi ngàn bữa cái anh em quên mình sao. Nó bán cái xe là anh em lúc nào cầm lên xe là anh em cũng nhớ tại Trùng Dương, để anh em đi cầm lên xe là tức ăn hẳn nó không khó chịu lắm anh em. Rồi ok dạ. Thì đó là mình vừa lướt dạ. Qua cho anh chị và các bạn ha, còn ở ngoài cửa hàng thì mình sẽ quay sau ha. Dạ. Người xem thì nhớ đăng ký kênh, nhấn cái chuông để mà cập nhật những lô xe mới về nhanh nhất ha. Dạ. Rồi mọi người có gì nhắn tin qua Zalo nha. Dạ. Mọi người cảm ơn em. Tại vì nhắn tin qua Zalo để mà các bạn báo cái địa chỉ chính xác của các bạn ở để mình báo giá bao tiền cho mọi người ha. Dạ. Rồi ok, chào mọi người ha. Chào anh em, chào bà con cô bác.